Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2022. Theo đó, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo điều hành, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới nội dung hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, việc cải thiện PCE cấp tỉnh gắn với sự phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp đầu tư, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư nâng cấp cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tập trung ngân sách tỉnh để đầu tư kêu gọi khuyến khích đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên phân bổ vốn đầu tư các tuyến giao thông kết nối với các tỉnh lân cận, các trục giao thông kết nối vùng, các khu vực tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch, đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng các khu cụm công nghiệp để giải quyết vấn đề mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục pháp lý, thông tin thị trường, chiến lược kinh doanh, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, tiếp cận thông tin và mở rộng thị trường. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện năng suất, mở rộng thị trường, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với những doanh nghiệp tập đoàn lớn trong chuỗi giá trị nội địa và quốc tế, thúc đẩy hình thành các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhà nước các dự án đầu tư trên địa bàn, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thu hồi các dự án đầu tư cố tình chậm trễ hoặc không triển khai theo quy định.